cho các bạn xem tay tóc bằng cách kèo nhé. Bị mắc rướng rồi. Kèo to lắm các bạn nha, các bạn xem nè. Cái bên kia nữa. Có cây khô nghe, có cây bị khô, đây khô đó. Chưa được gì hết, vẫn còn rướng. Kèo này 8 năm rồi các bạn nha, kèo rất to nè. Nói luôn đi. Mm-hmm.
Đó, đây rồi đi. Ở nghe.